Quốc hậu Thái Lan. Thái Lan. The Netherlands. Hoa hậu Hà Lan. Puerto Rico. Hoa hậu Puerto Rico. Russia. Hoa hậu đến từ Nga. Ukraine. Hoa hậu Ukraine. This one might be popular. Vietnam. Và hoa hậu Việt Nam. South Africa. Hoa hậu Nam Phi. The USA. Hoa hậu Mỹ. Italy. Hoa hậu Italia. The Czech Republic. Hoa hậu Cộng hòa Séc. Japan. Hoa hậu Nhật Bản. Venezuela. Hoa hậu Venezuela. And finally. Và cuối cùng. India. Đó là hoa hậu Ấn Độ. Như vậy là chúng ta đã có 14 thí sinh sẽ lọt vào vòng bán kết cuộc thi hoa hậu trái đất năm nay. Tám mươi bốn và bây giờ chỉ còn 14 và ai sẽ là hoa hậu trái đất trong năm nay? After a tight and almost unbreakable schedule, the Miss Earth delegates enjoyed a relaxing stay at the beautiful island of Vinh Trang, Nha Trang.